cái mã sản phẩm cực kỳ là mới và có cái chương trình đại xe giảm giá đặc biệt cho tất cả các bác. Đây là cái thân máy tỉa hàng rào là chính hãng của Kuda các bác nha. Với cái sản phẩm này tiếp theo là các bác sẽ có hai cái lưỡi tỉa như thế này đây. Một cái lưỡi tỉa dài em đã lắp vào máy rồi và thêm một cái lưỡi ngắn như thế này nữa cho các bác này. Đó, rất là xịn sò luôn. Cái máy này dài chưa bị phổ thông các bác nha. Đây em đã lắp sẵn một cái lưỡi tỉa dài rồi. Bây giờ em sẽ thử máy để cho các bác nhìn nghe cái máy này. Con này thì chạy rất chi là êm nha các bác nha. Hôm nay với mức giá thì cực kỳ là ưu đãi luôn. Cái thân máy này các bác sẽ xài là chân pin phổ thông cho em. Vì cứ lắp vào pin phổ thông là các bác sẽ xài được với cái mã sản phẩm này. Cái này chốt đơn đặt hàng các bác gọi cho em là thân máy thổi phản lực của Hukan. Hôm nay với mức giá là 850.000 một thân máy cho em các nhá.
Đấy, cái thân máy này chưa kèm theo pin nha. Anh nào chưa có pin mình nhớ mua thêm pin cho em. Về là đủ bộ là mình xài. Còn anh nào có pin ở nhà rồi thì mình chỉ cần mua thân máy thôi. Đấy, các anh mà có những cái quả pin mà chân pin phổ thông như thế này là các anh sẽ sử dụng được nha. Và bây giờ em sẽ lên tiếp một cái mã này nữa. Đây là cái máy mài chỉnh tốc của Hucan. Xài là điện trực tiếp 220V và có nút điều chỉnh là 7 tốc nha. Con này sẽ có công suất lên tới là 950W. Hàng công suất cực đại để các bác có thể làm thợ, làm công trình xài thoải mái ok cho em. Lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là máy mài điện chỉnh tốc Hucan loại màu vàng. Với mức giá ngày hôm nay là chỉ có 420.000 thôi. 420.000 cho một con máy mài hàng chính hãng của Hucan. Đi theo có đầy đủ phụ kiện luôn. Tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi cho em các bác nha. Tiếp theo sẽ là một con máy mài hàng chính hãng của Drama. Cái này chốt đơn đặt hàng các bác gọi cho em là máy mài điện màu đỏ công tắc đuôi. Công tắc gạt đuôi thì các bác sử dụng là siêu bền công tắc luôn. Với mức giá cho em ngày hôm nay là 350.000. 350.000 cho một bộ sản phẩm đầy đủ. Có máy, có ốp bảo vệ lưỡi và có tay mở lưỡi đi kèm nha. Công suất của máy thì sẽ là 850W và xài điện trực tiếp 220V. Chốt đơn đặt hàng các bác gọi cho em là máy mài điện màu đỏ công tắc đuôi. Với mức giá cho em ngày hôm nay là 350.000 đồng các bác nha. Và tiếp theo bên này thì sẽ là một con máy chuyên vít với mức giá siêu rẻ và hàng chính hãng của Boxu như này cho em. Đây là bộ chuyên vít của Boxu với lực siết lên tới là 380 Luton các bác nha. Và với cái bộ sản phẩm này hôm nay các anh mua chỉ với mức giá có 799.000 đồng thôi. Và em sẽ có hai phân khúc này. Với cái mã này sẽ là đầu chuyên vít. Còn đây thì sẽ là đầu bu lông nha. Anh nào mà chốt bu lông hay là chuyên vít hôm nay vẫn bằng tiền nha. Đây là bu lông này, còn đây là chuyên vít này. Máy sẽ chỉnh được 3 tốc nha. Chỉnh là được 3 tốc độ hết luôn cho em này. Một con đầu chuyên vít này, một con đầu bu lông. Cái bu lông này là bu lông 3 đèn này. Chuyên vít này cũng là chuyên vít 3 đèn. Bởi vì là cái này trên thị trường nó sẽ có hai loại đấy ạ. Một loại 3 đèn và một loại 1 đèn led đấy các bác nhá. Loại 3 đèn nhá. Loại 3 đèn nó sẽ là cái loại đẹp à, hay loại khỏe hơn đấy ạ. Đấy cho nên là một bộ sản phẩm này thì các bác nhận về nó sẽ đều đầy đủ hai pin 10 xe hết luôn cho em này. Nếu mà chốt đơn đặt hàng nhá, các bác gọi cho em là bu lông bốc run 380 Luton loại 3 đèn led giá 799.000. Còn cái này gọi cho em là chuyên vip bốc run 380 Luton giá cũng chỉ có 799.000 thôi. Cái mức giá này các bác được bao ship nha. Và nhận về nó đầy đủ luôn, nguyên bộ luôn cho em. Theo hai pin một sạc. Và pin của nó sẽ là pin châu. Đi theo máy sẽ là cái cối pin châu. Pin 10 xe và xài hàng chuyên pin phổ thông luôn nhá. Đấy các bác cứ làm thợ làm công trình thoải mái. Đặc biệt hôm nay là mình mua được cái mức giá rẻ, số lượng em còn ít thôi. Cho nên là bác là chốt đơn thì mình khẩn trương đặt hàng sớm là mình sẽ có đơn nha. Bây giờ lên tiếp cho em này. Bên này em còn mấy cái thân máy bu lông của Godetman. Đây, một cái con thân bu lông Godetman với thiết kế đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng như này cho em. Con này thì có lực siết rất chi là mạnh luôn các bác nha. Lực siết của nó lên tới là 500 Newton này. Đó. Và mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 650.000 cho cái mã sản phẩm này. Đây sẽ là một cái thân máy chuyên vít Godetman 500 Newton. Mức giá em bán tặng canh ngày hôm nay là 650.000. Máy là máy không chổi than nhá, hàng chính hãng của Godetman. Còn bên này thì em sẽ có hai cái mã máy hàn siêu mini, hàng chính hãng luôn nha các bác. Ở đây thì là con máy hàn Godetman này. Hàn Godetman các bác nhìn cho em. Có máy, có dây hàn, kìm hàn và kèm mát đầy đủ luôn cho em. Đấy, đây là cái mặt trước của máy này. Còn đây là mặt sau của máy nhá. Phía sau là có công tắc tắt mở và có quạt làm mát như này. Chốt đơn mã này đặt hàng các bác gọi cho em là máy hàn Godetman. Hôm nay thì với mức giá chỉ có 680.000 đồng thôi. Trời ơi, giá phải nói rằng là siêu rẻ luôn để phục vụ cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này nha. Đây là gọi máy hàn Godetman, giá 680.000. Còn con màu cam này là con máy hàn Kenmark này. Hàn Kenmark thì con này có model là ARC200F. Các bác nhìn xem cái mặt trước của máy này. Đây, nó có những cái khe hở như thế này. Nhìn xuyên thấu hết nội thất trong máy luôn, những cái sợi đồng rất chi là to. Phía sau này có quạt làm mát và công tắc tắt mở nhá. Đi theo nó đều có đầy đủ phụ kiện này. Dây hàn, kìm hàn, kẹp mát cho em. Hàng chính hãng của Kenmark và logo dập nổi như thế này.
Và với cái sản phẩm này em bán thật sự luôn à, bán đến cả hàng nghìn cái thôi, chưa một cái nào bị quay đầu bỏ hành các bác nha. Con này xài chất lượng rất là ổn định luôn, ok và giá rẻ, bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Đấy, các anh cứ sử dụng hàn cho em que, hàn 2 ly rưỡi là hàn thoải mái luôn, hàn từ sáng đến tối cho em, chấm tỉa que 3 ly 2 là ok luôn các anh nhá. Đấy, cho đơn đặt hàng gọi cho em là máy hàn Kenmax với mức giá ngày hôm nay chỉ có 899.000 đồng thôi. Ngoài ra thì hôm nay em cũng về rất là nhiều các mã máy mài pin. Máy mài pin thì các anh tham khảo cho em này, có mục thân máy và mục trọn bộ đầy đủ đi kèm các bác nhá. Nếu như mà anh nào muốn mua một cái thân máy mài pin ngon bộ rẻ nhất là các anh lấy cho em mã này. Đây là thân mài pin màu đen này, có màu đen với màu vải như thế này. Hàng chính hãng của Mazda luôn. Cho đơn mã này đặt hàng các bác gọi cho em là thân máy mài pin màu đen, giá chỉ có 350.000 thôi. Cái máy này sẽ là hàng công tắc bóp và có chốt hãm nhá. Máy là máy không chổi than, dài cho bi phổ thông rất là tiện lợi và điều chỉnh được 3 tốc. Đi theo thì sẽ có phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi luôn. Đặt hàng gọi cho em là thân máy mài pin màu đen với mức giá cho em là 350.000. Còn bên này thì em sẽ có những cái thân máy mài pin của Hukan, có hai phân khúc như này. Đây là thân mài pin Hukan màu vàng, giá của nó sẽ là 520.000 nhá. Cái thân máy này sẽ là công tắc bóp này, giá 520 này. Còn cái màu xám này sẽ là công tắc cạnh nhá. Đây là thân máy mài pin Hukan màu xám công tắc cạnh nhá. Giá sẽ là 650.000 cho em. Tất cả đều là máy một tấc và xài cho pin phổ thông hết nhá. Đi theo đều có phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi luôn. Đấy, vẫn đều là thân mài pin Hukan nhưng mà sẽ có nhiều phân khúc như thế này cho các anh. Đấy, hai phân khúc lựa chọn cho em là công tắc bóp hoặc là công tắc cạnh nhá. Còn bên này là chọn bộ này. Nếu mà anh nào mà lấy chọn bộ mài pin này, em có con bốc xun này nhá. Đây, chọn bộ mài pin bốc xun là một bộ thì sẽ có một thân máy như thế này, hai pin một sạc cho em. Cái pin này là pin 15 cell đấy ạ. Cái này theo bộ là pin 15 cell. Tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ như thế này. Máy thì là máy một tấc nha. Con này sử dụng là motor từ không chổi than, xài chân bi phổ thông rất là tiện lợi này, ok và giá rẻ cho em. Nếu mà chốt đơn đặt hàng mã này, lên đơn gọi cho em là chọn bộ mài pin của Bốc Xun, giá chỉ có 970.000 thôi các bác nha. 970.000 đồng thôi mà một bộ đầy đủ theo hai pin 15 cell. Còn đây là con máy khò xanh của Tây Bốc này. Khò xanh của Tây Bốc là xài điện trực tiếp 220V, công suất của máy lên tới là 2000W các bác nha. Và mức giá cho em ngày hôm nay chỉ có 299.000 đồng thôi. Nếu mà chốt đơn đặt hàng cứ đọc đúng mã cho em, gọi cho em là máy khò xanh của Tây Bốc với mức giá cho em là 299.000 đồng các bác nha. Tiếp theo thì em sẽ lên một số những cái mẫu thân kéo cắt cành bằng pin. Các bác mà chốt thân kéo cắt cành bằng pin nào, hôm nay em có cái mẫu này là mẫu của Hukan này. Cái này gọi cho em là thân kéo cắt cành bằng pin của Hukan màu vàng. Cái này loại máy to, cái lưỡi kéo của nó sẽ mở được là 4cm nha. Các bác sẽ cắt được những cái cành cây rất là to. Và giá cho em ngày hôm nay thì chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? Với mức giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 thân kéo cắt cành bằng pin của Hukan loại màu vàng. Còn đây là cái màu đỏ là của Drama các bác nha. Drama cũng có hai phân khúc loại to và loại bé. Nếu các bác mà lấy phân khúc loại bé thì giá của nó có 870 thôi, còn loại to là giá 930. Đây là giá thân máy chưa có pin. Nếu như mà các bác lấy loại thân kéo bé thì cái lưỡi kéo của nó mở được khoảng chừng 2,5 cho đến 3 phân. Còn cái máy to thì cái phân khúc của nó là lưỡi kéo mở được tầm 3,5 cho đến 4 phân nha. Máy không chổi than, xài cho pin phổ thông luôn cho em. Đấy, các bác mà ưng mã nào, chốt mã nào thì mình có thể nhanh tay mình đặt hàng sớm cho em để mình có đơn hàng thành công luôn. Bên này là một cái con máy này là máy xoa vữa này các bác này. Cái này lên đơn đặt hàng gọi cho em là máy xoa vữa nha. Con này giá 1.600.000. Máy xoa vữa là giá 1.600.000 cho em này. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Còn bên này là cái thân máy bơm lốp pin của Hukan màu xám, có màu xám và màu vàng luôn các bác nha. Giá chỉ có 499.000 thôi. Cái này có đồng hồ báo này, chân bi phổ thông lua tre này, với mức giá 499.000. Cho đơn mã này đặt hàng các bác gọi cho em là thân bơm lốp của Hukan xả chân bi phổ thông, giá 499.000 nhá. Bên này là cái con máy thổi lá của Hukan, xài điện trực tiếp 220V, công suất cực đại lên tới là 3.500W này. Máy này hôm nay với mức giá 950.000.
con này các bác đi thổi lá thì phải nói rằng là ok tuyệt vời ông mặt trời luôn, mạnh như là vụ bão luôn cho em nhá. Cho đơn đặt hàng cứ gọi cho em là máy thổi lá của Hukan, công suất 3.500W, máy xài điện, với mức giá cho em là 950.000. Tiếp theo bên này sẽ là hai cái mẫu máy khoan bê tông của Hukan hàng chính hãng như thế này. Nếu mà ngày hôm nay mà các bác chốt bê tông Hukan là lựa chọn cho em hai phân khúc. Cái con màu đen này là con K90 này. Đây. Con màu đen này là con K90, là đặt hàng gọi cho em là bê tông Hukan K90. Giá sẽ là 850.000. Còn bên này là bê tông Hukan K96, giá của nó sẽ là 950.000. Đấy, các bác lựa chọn nha. Con 950.000 là con K96 là công suất 1050W. Còn con K90 là công suất 1020W thì giá của nó có 850 thôi. Và đều có đầy đủ phụ kiện nguyên hộp, có máy, có tay cầm, có hộp đựng và theo 2 mũi đục, 3 mũi khoan luôn. Đấy, các bác mà ưng ở cái phân khúc nào, ưng ở cái tầm tiền nào thì các bác có thể lên đơn. Và đây là hàng chính hãng của Hukan, nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm và chất lượng luôn cho em nhá. Tiếp theo ở đây là em còn một cái bộ máy rửa xe của Hukan, rửa xe pin nhá. Cái này là thân máy các bác ạ. Thân máy là chưa có pin đi theo. Đấy, thân máy nhưng mà nó vẫn có đủ bộ như thế này, có máy và đầy đủ hộp đựng mấy phụ kiện như này nhá, có cả bình bọt tuyết này. Cái mẫu này là model máy không chổi than đi các bác, máy rất chi là to anh này. Rất chi là to, khỏe, đẹp và chắc chắn luôn cho em. Phù hợp với mọi công việc xịt rửa luôn. Các bác mua về để mình rửa xe, rửa sân, thềm, nhà cửa, tưới cây cảnh đều ok la hết luôn. Và đặc biệt là xà chơi bi phổ thông tiện lợi lắm các bác. Về các bác lắp bi phổ thông vào là các bác dùng được luôn nhá. Cho đơn mã này đặt hàng gọi cho em là thân máy rửa xe bi của Hukan. Giá sẽ là 1.050.000 nha. 1.050.000 thân máy. Thân máy chưa kèm pin. Anh nào chưa có pin là nhớ mua thêm pin về cho em. Tiếp theo đây thì sẽ là một con máy khoan điện, khoan gia đình nha các bác. Đây, cái bộ này là khoan điện 13 ly, loại có phụ kiện nhiều. Các bác cứ gọi đúng mã như thế cho em là các bạn nhân viên nhà em sẽ biết là các bác muốn mua cái mã này. Đấy, nguyên bộ như này này. Có máy này, đi theo phụ kiện rất là nhiều. Con này đó là con máy đầu 13 ly, có chức năng búa khoan tường nhá. Cái này thì đi theo có đầy đủ phụ kiện như thế này cho em này. Đầy đủ các chi tiết phụ kiện như này cho em. Có dao dọc giấy rồi tô vít này, bút thử điện này, búa này, kìm kéo cà lê mỏ lết, nói chung là đầy đủ hết như thế này. Đấy, nguyên một bộ như này nhá. Giá chỉ có 450 thôi. Giá chỉ có 450 thôi. Chốt đơn đặt hàng các bác gọi cho em là khoan điện 13 ly có phụ kiện nhiều. Mức giá cho em là 450.000. Đấy, 450.000. Các bác làm gia đình nói chung là nó sẽ làm được mọi việc trong nhà luôn đấy. Tiếp theo này, bên này thì em sẽ thanh lý cho các bác. Ở đây em còn mấy cái quả pin 20 cell của Tbox nha. Pin 20 cell của Tbox có mức giá cho em là 350 thôi. Trời, pin 20 cell mà phải nói rằng là cái giá của nó rẻ hơn cả pin 10 cell các bác nha. Đây, còn nếu mà các bác muốn lấy sạc này, cái sạc bàn màu đen này giá 70.000. Cái sạc này các bác sạc được cho cả pin 10 cell, 15 cell, thậm chí pin 20 cell. Đấy, còn đây là những cây bút lấy dấu. Đây là cây bút lấy dấu nha. Cây bút lấy dấu này lấy dấu được trên nhiều chất liệu khác nhau. Với mức giá 50.000 nha. 50.000 cho em này. Đây là cái con máy thân hút bụi của Hukan các bác nha. Cái mã này của nó là mã model 808. Cái thân máy này giá có 1.400.000 thôi. Đây, loại 10 lít này. Đây là giá thân máy chưa kèm pin nha các bác nha. Cái thân máy này thì các bác nhìn này. Nó sẽ đi theo đầy đủ những cái phụ kiện như này. Đây, đây là giá thân máy chưa có pin. Đây là thân máy hút bụi công nghiệp của Hukan đấy ạ. Cái này chốt đơn gọi cho em là thân máy hút bụi Hukan mã 808 nha. Với mức giá cho em là 1.400.000 là thân máy là chưa có pin. Ngoài ra là em có rất là nhiều những cái mẫu hút bụi điện của Hukan, hút bụi công nghiệp đấy. Có cả loại 10 lít, 15 lít, thậm chí là 30 lít hay là 60 lít em cũng có nhá. Đấy, các bác cần lấy loại to hay loại bé thì các bác có thể liên hệ trực tiếp nhà em luôn. Số điện thoại trên màn hình để mình có thể được tư vấn cụ thể. Loại to có, loại bé có. Và đây là hàng chính hãng của Hukan, đây là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm và chất lượng cho em. Còn đây là cái quạt pin màu đen 8 inch này các bác này. Cái quạt này quạt Kutan nhá. Đây, quạt này quạt pin Kutan. Cái này các bác gọi cho em là combo quạt pin của Kutan. Đấy, gọi là combo quạt pin màu đen của Kutan nhá. Với mức giá 399.000 là các bác nhận về nguyên bộ. Sẽ có một thân quạt, có một pin 10 cell và một xà đi theo nhá. Đây, lắp pin phổ thông vào. Bật công tắc lên. Trời, mát cực kỳ là mát luôn nha các bác. Mát cực kỳ là mát như này cho em. Hai tốc độ này. Hai tốc độ gió luôn nhá. Giá 399.000 thôi. Một combo đầy đủ cho em. Có cả pin này, cả sạc này.
một thân máy, một pin 10 xe, một xà đi kèm. Lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là combo quạt pin màu đen của Kutan, giá chỉ có 399.000 thôi. Còn cái này là cái quạt pin Kutan màu vàng này. Đấy, cái này là quạt 12 inch nhá các bác, nhìn cho em cái đường kính lồng quạt này. Đó, quạt này các bác dùng 2 trong 1 nhá. Nếu mà dùng pin thì các bác lắp pin vào sau này cho em. Ở đây có cái phần nắp pin là các bác lắp pin 10 cell nhá, chân phổ thông. Còn nếu không dùng pin thì quạt này sẽ đi theo có một cái dây sạc adapter để các bác cắm quạt vào điện trực tiếp 220V, mình xài được như một cái quạt điện bình thường. Tức là các bác dùng bằng pin cũng được mà dùng bằng điện trực tiếp 220V cũng được. Cho đôi đặt hàng gọi cho em là thân quạt màu vàng, giá chỉ có 580.000 thôi. Cái giá này chưa có pin nhá. Bác nào chưa có pin nhớ mua thêm pin cho em là về mình xài ok luôn.